thì biến mất, thế mới hay. Rồi bật mic lên. Dạ vâng gì. Không quan tâm có việc hay không có việc, tóm lại là có học không, nhưng mà không học thì để tôi đánh Epson, có thế thôi. Nhanh bật mic lên, khẩn trương làm bài, không có đi có việc gì giờ này hết. Không đợi, tôi cho cô 1 phút, không phải để phải bực mình lên chửi cho. Không có lý do lý chấu gì cả, giờ này là giờ học chứ không phải là giờ này là giờ giờ đi làm việc khác. Nào, nhanh. Rồi, một người. Bỏ điểm danh. Mày thua à? Hay là ngày 27 tháng 3. Thắng. Xong, một người. Người thứ hai là lớp này có những ai chẳng biết thế nào. À, Thùy. Thùy đâu? Alo Bài 1 làm nào. dù thầy em chưa mở, Ô em vừa đang mới đi rửa không quan tâm, bát vứt đấy, học xong rồi đi rửa sau. Nào, bài 1 này xử lý như nào? cùng bánh heo à, đây để em chút. Nó đang bị con bách heo mà. Đúng hình tam giác này. Giờ xử lý cái con bách heo này làm như nào? Có bác heo. Không xử lý được gì thì sao đây? Không xử lý được cái trừ điểm. Cái gì? Của mơ. Con xem con bách heo có mấy cách giải quyết. Năm cách giải quyết. 5 cách. Cô mới đâu ra lắm đấy. Đây em thấy đặt tên cho hàm côn bách đây, thiết kế ứng dụng theo hàm dạng module, ý nghĩa hàm trước khi gọi, sử dụng promise, sử dụng snake, snake cái gì ấy? Đâu nhỉ, cái đoạn slide đâu nhỉ? 5 cách đây đấy, đặt tên hàm côn bách Đặt tên cho hàm côn bách này, thì ở đây đặt tên chưa? đặt rồi ấy thầy, Đặt đâu? việc nào có đây, Rồi. việc tiếp theo đây thầy. Tiếp đi. Cái chuyển nó thành promise thì làm nào? Đây này em vẫn chưa biết xử lý kiểu gì. Ồ. Thế bây giờ nhá, cô xem màn hình đi, cô viết cho tôi một cái hàm, một cái promise xem nào, xem nó sẽ như nào. Ok thầy, em viết luôn cả ra này. Các bạn khác cũng làm luôn nhá, chuyển cái đoạn callback vừa rồi chuyển thành sử dụng promise xem là chúng ta sẽ xử lý nó ra làm sao. Thì giống đề bài bài 2 thầy ơi. Hả? Lắp Giống một đề bài lắm. bài 2 ạ. Bài 2. Cho Đúng đi là nó công xử lý nó kiểu gì chả được. Bởi vì bài 1 có rất nhiều cách làm. Được chưa? Bài vâng. 1 có rất nhiều cách làm. Thì ông làm cách 1 là cách sử dụng promise, thì ông dùng luôn cả cách 2 làm luôn bài 2 rồi còn gì nữa.
Rồi, cô tạo ra một cái code pen mới đi. Đây này, bài đấy đây. Đây. Cô lấy cái này đâu ra? Em vừa bị code trên kia. Để bài đây. À, copy ở đây hả? Vâng. Rồi, bây giờ giải quyết đi. Áp cụm như cái gì nhỉ? Có trên. Tại hôm trước em ngơ quá, chưa đọc kỹ. Xem lại một vài cái ví dụ đi, cho cô thời gian cô xem cơ mà. Kéo xuống. Em ở trong cái đống kia xem nó có cái đoạn nào mà viết hàm trong hàm không? Hàm trong hàm có thôi. Cốt đi. Có. Là cốt của mình nha. Đây. Đây này, nhìn thấy cái đoạn function kia chưa? Rồi. Thầy là em tắt TV ấy. Rồi đây. Kéo qua kéo lại cái slide đầu để làm gì trời? Em không biết làm mà. Đấy, nó khác gì bài này đâu. Nó kéo xuống dưới đi. Nhưng mà thấy khó quá thì chuyển sang cô viết ra một cái hàm promise tôi xem nào. Promise hôm trước em không học. À, không học. Bây giờ mới lòi cái đuôi ra là không học. Yeah. Hôm trước em có việc tí. Em tôi không quan tâm đến việc của cô. Bây giờ thằng nào cũng có việc thì đến lúc đấy thì đến lúc thi thì thi kiểu gì? Đến lúc thi thì em cũng có việc à? Không. Đóng tiền học lại luôn cho nhanh, rồi người khác đi. Từ 2 điểm. Nguyễn Thùy. Từ 2 điểm 55. Xong. Mình theo dõi này. Nguyễn Văn Thành, Thành đâu? Có. Ở bài 1 em xử lý nó như nào? Làm chưa? Nếu mà không dùng promise thì bài 1 cái em không cho cái callback nữa, em gọi để em xem màn hình. Ờ, share đi xem nào. Đây thầy thấy không ạ? Rồi. Thì là sao? Là không viết, mình viết thẳng hàm của nó vào đây luôn. Ừ. Thì em biết đấy là không sử dụng promise ạ. Thì gọi cái hàm đầu tiên thôi đúng không? Vâng. À. Huy đâu rồi? Huy ơi. Huy. Đây. Đây này. Bài giải này. Đọc có hiểu không? Có. À, đúng rồi. Luôn. Tại con slot đã thức dậy thì format lại code đi nha Thành nha. Dạ vâng. Bỏ chữ về thích.
Rồi ok. Bỏ cái callback đi là xong. Có cái gì cao siêu đâu. Văn Thành. Rồi, xong. Xong bài 1 nhá. Bài 1 thì các bạn giải quyết nó rất là dễ thôi, viết lại đúng cái đống đấy. Nhưng mà thay cho cái đoạn function thì các bạn gọi cái hàm mà sẽ được xử lý, thế là được. Thì nó sẽ không bị callback heo nữa. Ok. Bài 1 có ai có cách giải khác không? Mít thì ở bài 2 này. Ok, cái đấy từ từ. Rồi Phạm Trung Hiếu, Hiếu đâu? Hiếu rồi. Của em. Bài 2 làm nào? Bài 2 đây, để em xô màn hình cho. Ừ, cho đi. Thầy nhìn chưa thầy? Rồi, thấy rồi. Thì đầu tiên em tạo cái Là một cái promise. và tạo một promise xong Xong rồi resolve. resolve cái trả lời đúng ra xong rồi đặt chấm gen xong em cho cái function là cái thức dậy ấy xong rồi lại resolve ra cái kết quả là cái hoàn thành được Không, cái quan trọng là em có cái return như kìa. vâng Từ từ nhá, để tôi xem có sai không nhá. Bình tĩnh để xem nào. Promise gen này. Return new promise. Ui, sao em phải khổ này? Cái vì lúc đầu em viết nó em gọi Em em bỏ cái dòng 26 và 231 đi. Bỏ cái đấy đi. bỏ cái đi ạ. Bỏ cả cái dòng 26 đi. Dòng 26 thôi em ơi. Đấy, dòng 29, 30, 31 nữa. Đây, cái này thì có lỗi không? Từ từ đã. Rồi chạy đi, cứ chạy đi, lưu xuống đã. Chạy đi. Có chạy không? Thầy ạ. Có bị lỗi Không không ạ. không? Đấy. Thì tại Về lúc sao em lại còn phải định nghĩa ra một cái hàm nằm trong cái phần em mở lại code đi. Đây, đây nhá, lúc nãy ở cái dòng hay là 26 đấy em tạo ra một cái function đúng không? Đặt tên cho cái function đấy nằm trong cái phần new promise đúng không? vâng Tại sao phải khổ thế? cái lúc tối hôm qua em làm em vẫn để nguyên mấy cái function bên trên này xong rồi ở bên dưới promise này em return chung là tối qua em làm nó bị lỗi nhiều quá thế xong bên sau em vứt vào như thế là tưởng nó chạy được Đấy à. Đây nha, ví dụ như em để ra một cái lốc ở trên đầu trước ở dòng 26 á là B1 là đã ngủ dậy nhá. Xong từ dòng ví dụ bây giờ dòng 27 giữ nguyên này. Em enter dòng 27 xuống đi. Đấy, xong em có một cái function nữa ở trong này thì mới đúng này. À, một cái hàm set timeout. Set timeout đi. Đấy, ở trong đấy em mới có cái function là đã đánh răng xong, ví dụ thế, đã ngủ dậy. Không, làm gì đấy, cái hàm function làm gì có cái giá trị gì. Xong em console log đây. Dụ đây là log là đã ra khỏi giường chẳng hạn. Chưa xong. Đã ra
khởi nguồn đi, xong rồi em đưa cái return resolve vào trong cái hàm set timeout thì là được. Rồi em để đấy là 1 giây. Set timeout 1 giây. Rồi lưu xuống. Thấy chưa? Đã ra khỏi giường, đã đánh răng xong. Xong rồi đến đã đánh răng. À vâng. Xong rồi đến đang đánh răng. Đúng chưa? Dạ em hiểu rồi. Thì em đừng có phang cái function vào trong đấy. Sai. Vâng. Đoạn dưới vậy sửa nốt đi. Dạ vâng được rồi. Bỏ cái dòng 37 với lại dòng đấy, dòng dưới đi là xong. Tức là mang nội dung những cái hàm em copy vào trong này. Xóa nốt dòng 45 đi. Đấy, cái dòng 45 mới xóa nốt đi. Ctrl X một cái được, mày làm gì mà nó mất thời gian đấy hả Hiếu. Kích vào cái dòng này xong Ctrl X. Kích vào bất kỳ chỗ nào trên cái dòng này cũng được. Vẫn cố tình bôi đen. Biến thái. Dòng 54 đây kìa. Đấy, Ctrl X đi. Đấy, có phải nhanh không? Vâng. Làm việc cứ kề cà. Không thể tưởng tượng được. Đấy, xem có lỗi không? Được chưa? Được rồi, em cảm ơn ạ. Chiêu. Rồi đây. Bài 3 bài này thì khó hơn rồi. Sử dụng promise để xử lý bài toán như sau. Sử dụng prompt và promise để thực hiện yêu cầu. Thứ nhất là nhập họ tên sinh viên. Cái thứ hai, nhập tên môn học đang được học, chỉ nhập một môn thôi. Mỗi một học sinh sẽ cần nhập điểm thành phần chia làm 4 giai đoạn. Lab 1, lab 2, lab 3. Ví dụ lab 2 sẽ nhập sau cái thời gian nhập lab 1 3 giây. Lab 3 thì sẽ nhập sau cái lab 2 4 giây. Và lab final sẽ sau khi nhập điểm lab 3 thời gian là 3 giây. Đây là điểm thành phần chiếm bao nhiêu phần trăm này. Sau khi nhập hết toàn bộ điểm này, hãy tính điểm trung bình của sinh viên và đưa ra xếp loại học lực của sinh viên theo công thức. Điểm trung bình nếu mà nhỏ hơn 5 học lực yếu, từ 5 cho đến 7. À, từ 5 cho đến dưới 7, 6,9 à, thì là học lực trung bình, từ 7 cho đến 8,5, dưới 8,5 là học lực khá, từ 8,5 cho đến 10 nhé, đây là nhỏ hơn hoặc bằng 10 nhé, là học lực giỏi. Thì bây giờ cho các bạn khoảng 20 phút để ngồi làm với tôi cái bài này. Được chưa? Làm với tôi cái bài 4 này, bài 3 này, bài này không dễ đâu, nó hơi lằng nhằng tí. Nhưng mà nếu mà bạn nào biết dùng Promise rồi thì 5 phút là xong. Yeah.
Táo gì cả, nhầm ở đâu rồi? Ủng hộ Covid 500.000. That time out is not a fine art. Ông bà thế rồi. Trời ơi. Sao? Mà sao lại nhầm nhở? Có khó quá không? Bài này có khó quá không? Năm trước ở nhà rồi thầy. Ê, em làm xong rồi nhưng mà em vứt lên CodePen, nó lúc chạy được nó khúc, lúc không chạy được. Còn để trình duyệt của em thì nó lại chạy được như bình thường. Rồi, em rồi. Chưa... tí nữa check, tí nữa check một thể. Bây giờ vâng. Những thằng nào mà đang rảnh quá thì ngồi làm quiz nhá. Được không? Đỡ phải đỡ nó tiết cho nó tiết kiệm thời gian. Này quýt mấy rồi nhỉ? À không phải môn này. Đây, dành cho những thanh niên đã quá rảnh. JavaScript nâng cao. Lớp 1-3 này. Đây giờ. Kinh. Không có đứa nào dưới trung bình cái bài quýt 5, quýt 4 này cơ mà. Ghê thật. Quýt 5 mở rồi à?
Tạ Bích Thảo 10 điểm. Mai Trưởng. Sau này đã có những đứa làm bài này rồi nhỉ? Hôm trước thầy mời tận quick 8 nữa. Thế à? Em làm đến quick 8 em ấy xong luôn nữa. Ai lùa? Ê chịu rồi, vô địch mẹ rồi. Thế thì các ông đọc cho tôi cái hàm fetch. Có biết về cái hàm này không? À không, đây đây sẽ làm cho tôi một cái ví dụ về cái này. Đây, có hàng đây rồi. Đọc cho tôi về cái này. Chuẩn bị cho tôi khoảng mỗi người khoảng hai cái ví dụ. Chút nữa chúng ta sẽ còn thời gian thì sẽ chém gió về cái an sinh OS này. Các ông sẽ giảng cho tôi xem. Nó thằng Ngô Long chạy luôn mà. Ngô Văn Long rồi. À đây có Cao Thế Anh đây rồi, Cao Nhân ẩn giật đây rồi. Tí nữa thì anh giảng cho mọi người về an sinh await nhá. Những người sau sẽ phải dạy lại cho tôi về an sinh await này. Cao Thế Anh này. Cao Thế Anh này, Phạm Trung Hiếu này, gì Trần Minh Hiếu à, đúng không Hiếu, tên là gì nhỉ, đâu rồi, đây, Phạm Minh Hiếu, Phạm Trung Hiếu, hai anh em cùng cha các ông nội, Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thành Vinh và Phạm Ngọc Anh nữa. À còn có cả Đinh Công Tuấn Anh. Đây, chút nữa mỗi thằng này sẽ giảng lại cho các bạn và cả tôi nữa về cái an sinh await nhá, để chúng ta hiểu về cái ES7. Cái này nó mới cũng rất là hay. Đừng trốn nha mấy thằng, đừng trốn nha. Để bài. Ôi, ăn hết bằng kia rồi. Ôi trời. Dũng làm được bài 3 chứ Dũng ơi?
Dũng. Ờ, em đang dở làm, em đang dở là hai bài còn lại trước rồi mới làm bài kia sau ạ. Em nên làm bài 3 đi. Hai bài kia để nghiên cứu sau cũng được. Thùy đâu rồi? Thùy. Dạ. Cho cô cơ hội lấy công chuộc tội. Chuộc lại hai cái điểm trừ này của cô. Ôi thầy, từ từ thầy. Em đang suy nghĩ. Xem màn hình như thế nào. Xem tình hình đến đâu rồi. Tình hình vẫn chưa được gì thầy. Ôi dồi ôi. Chơi đi. Em đã làm được gì đâu. Không biết viết promise à? Chưa biết viết ạ. Đây nha. Vâng. Xóa hoàn toàn bộ cái đống code này đi. Dạy lại cho về cái promise này. Vâng. Rồi. Bây giờ cô viết cho tôi hai cái hàm set timeout. Một cái là viết nó sẽ hiển thị một cái console log sau 1 giây. Một cái viết sau 3 giây. Hàm set timeout á. Rồi kệ, viết thế cũng được, không cần phải function đâu. Bỏ function đi đi. Viết S6 cũng được. Gì đấy, không biết viết S6 à? Không rồi. Ôi giời ơi. Thôi rồi, tôi phải viết S5. Rồi, chạy đi. Rồi đây. Rồi, bây giờ có làm cách nào để cho cái số 2 nó xuất hiện trước cái số 1 được không? Số 2 xuất hiện trước số 1 à? Vẫn giữ cái đống code này, nhưng mà bây giờ tôi muốn cái số 2 nó phải hiển thị trước cái số 1 cơ. Tức là cái số 1 ấy, nó sẽ xuất hiện sau 3 giây. Vâng. Giờ hiện tại là có cách nào không? Đây ạ, à, cái này cho một, cái này cho mày 2. Mày dở hơi à, giữ nguyên cốt cơ mà. À, giữ nguyên cốt á. Ừ. Có cách nào không? Thử nghiệm có cách nào không? Đây nha, gợi ý cách thứ nhất này. Vâng. Em copy cái hàm set timeout, toàn bộ hàm set timeout ở trên, đúng rồi. Cắt đi, cắt xuống x đi. Rồi, phang vào đằng dưới của cái console log 2. Bày xuống. Đấy, format lại cô đi. Rồi, lưu xuống chạy đi. Ồ. Rồi đây. Đúng chưa? Ok. Đúng chưa? Rồi ạ. Thì cái này, nó, thằng này nó đang bị callback heo này. Hiểu không? Không ạ, tức là như nào? Callback heo là hàm nằm trong hàm. Rồi ạ. Đấy, thì em gọi cái hàm set timeout vào nha. Trong cái set timeout nó có một cái callback là function đúng không nhỉ? Vâng. Đấy, ông tiếp tục em gọi tiếp một cái set timeout và lại một cái function nữa. Tức là ở đây chúng ta có 4 level hàm lồng nhau. Rồi ạ. Thì đấy gọi là callback heo. Được chưa? Thế bây giờ có một cách văn minh để xử lý được cái nó vẫn chạy đúng logic như này, nhưng mà code chúng ta nhìn dễ hơn. Được chưa? Ừ. Em comment cái đống này vào đi. Rồi. Em viết cho tôi một cái biến và promise đi. Thiếu chữ e kìa. Rồi, bằng new promise, chữ p viết hoa nhá. Đấy cái kìa. Rồi, nó mở ngoặc. Trong này nhận một cái function. Đấy, đóng mở ngoặc đi. Trong cái function này nhận hai cái tham số, một tham số là result.
ở cái tham số của function kia. Resol. Resol. RESOLVE. Cái tham số thứ hai là reject. Rồi, ok. Thì như này nhá. Khi mà em tạo ra một cái object promise như này thì là nó sẽ có hai trạng thái. À, ba trạng thái. Trạng thái đầu tiên khi em tạo mới ra ấy, thì là trạng thái đầu tiên là nó đang pending, đang chờ. Được chưa? Trạng thái xong trong cái promise này em xử lý cái đấy gì cũng được. Được chưa? Trong cái project em xử lý cái gì cũng được. Sau đó em có thể có hai lựa chọn, một là return là resolve, hai là em return reject. Được chưa? Resolve tức là giải quyết được vấn đề rồi, xong rồi. Reject tức là em phát hiện ra lỗi và nó không tiếp tục xử lý nữa mà nó sẽ bật ra lỗi. Được chưa? Rồi bây giờ console log ra hai đi. À, em set timeout, copy lại cái hàm set timeout. Và em để là 2000 hoặc là 3000 tùy. Rồi bỏ comment đi. Đấy 3000 đi. Rồi ok nhá. Tiếp tục này. Ở dưới cái console. Dưới console em tiến hành là return resolve. Resolve. Đấy đóng mở ngoặc tròn. Rồi chấm phẩy xong. Rồi ok. Tiếp theo ra ngoài khỏi cái var promise đi. Ra ngoài xuống dưới dòng 26 enter xuống. Rồi nhá. Vâng. Ở trong một cái promise thì khi mà em có return resolve thì em có thể viết là promise chấm. Viết đi, viết chữ promise tên biến ra. Rồi promise chữ P viết thường thôi. Chấm. Then. Em thấy nó có hai cái lựa chọn như kìa. Xóa xóa đi một tí. Xóa đi. Xóa cái chữ gen đi. Đấy, chấm. Đấy em nhìn không? Rồi. Nó có một cái catch, một cái gen. Được chưa? Khi mà cái new project kia kìa. Khi cái new project của em mà em return resolve thì em được phép gọi đến chấm gen. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp mà cái return của em ấy nó là reject thì em gọi thì cái hàm chấm catch nó sẽ chạy. Bây giờ em xóa cái dấu chấm đi, xuống dòng enter xuống, tap vào trong một cái, rồi chấm gen, rồi ok đóng mở ngoặc đi. Đấy chấm gen này thì trong này em được viết một cái function, viết function vào giữa đấy. Đóng mở ngoặc tròn. Được. Nhỏ ăn. Hay. Không biết viết function à? Có ạ. Đấy. Rồi đấy. Bây giờ em có một set timeout thứ hai đi. Lock sau 2 giây. Mày không biết copy ở cái đoạn dòng ở trên. Mày đỡ phải viết cái đống comment à? Em quên. Nhầm. 4 giây ạ. À? 2 giây á thầy hay 4 giây? 4 giây được, 5 giây được tùy. Lốc số khác đi. Rồi, ok. Bây giờ format lại code rồi chạy đi. Đẹp rồi. Rồi. Được chưa? Thỏa mãn cái việc là thằng nào trước thằng nào sau chưa? Rồi thầy. Bây giờ em có thể là bỏ cái số 4000 em sửa số 1 được. Rồi, đi rồi. Để cho nó chắc chắn là cái này nó sẽ xuất hiện sau. 1 xong rồi 1 giây sau 333, đấy. Đúng thứ tự chưa? Đúng rồi. Rồi. Không. Thế rồi, còn nếu mà đấy là promise đấy. À, rồi. Thế giờ để đảm bảo là cái hàm em viết ở trong cái new promise đầu tiên ấy, nó được chạy trước. Vâng. Sau đó đến cái hàm em viết ở trong cái gen được chạy sau. Rồi ạ. Yeah.
Tiếp theo là trong cái gen ấy, trong cái gen ấy, ngoài cái việc em gen ra cái function ra, em bỏ em xóa cái đấy đi, em xóa cái đoạn function ở trong cái gen đi. À quên nhầm, từ. À, ở dòng 28 enter xuống đi. Enter dòng 28 thôi. Rồi, em có thể là return. Return được một cái new promise. Lại new promise tiếp. Đấy, xong cái promise đấy em truyền vào một cái function. Lại giống như ở trên này. Lại con số lốc ra này. Mày có nhìn thấy cái set timeout ở dưới không? Copy cái đấy vứt lên. Đấy, ở dưới console log tiến hành return result. Rồi, xóa cái dòng 35 đến 37 đi. Rồi, thì đến đây nhá, đến đây này, ở dòng 36. Ở dòng 36 của em được phép gen một cái nữa. 36 ấy. Không, 36 mà dòng nào dòng 36, mình em sửa dòng 35 cu. Xóa dấu chấm phẩy cái đi. À, xóa cái dấu chấm phẩy. Có biết dấu chấm phẩy là dấu nào không? Đây này. Đấy. Chấm gen một cái nữa. Lại tiếp tục có thể thêm một cái function nữa. Tức là làm đi. Gen một cái function đi. Đấy, ở đây em con số lốc thùy ra đấy. Rồi. Đi uống chạy em. Lỗi luôn. Thùy đâu phải lốc ra dễ đâu. Resol nó phải làm cái hàm. Thứ nhất là ở trên cái dòng 29 nhỉ, cái function của em thiếu resol và reject ở trong cái tham số ấy. Đây không? Không, ở trên dòng 29 nhỉ. Không biết nhìn số dòng à? Đây ạ. Đâu, nhìn ở trên kia xem. Nhìn ở dòng 21 kia xem nó viết như nào. Return đây. 21. 21. Vâng. Vâng, thì giờ sao? Không ra chữ thủy à? Không thôi. Hay là tại không. Gọi cái hàm này nào. Resol này dòng 3332 ấy. Gọi cái hàm vào đấy. Bấm một ngoặc tròn vào. Được chưa? Rồi đây. Thì cái này nó giúp mình là bắt buộc mọi thứ nó theo một cái thứ tự. Đấy, biết thằng nào chạy xong trước, thằng nào xong sau. Vâng. Nhưng mà bây giờ mình ép nó về theo một cái thứ tự. Và mày phải theo tao, có thế thôi. Rồi ạ. Dạ. Rồi ạ. Đấy, giờ làm cái bài cái đi. Áp dụng cái này làm cái bài cái đi. Đầu tiên có hai cái prompt, nhập họ tên và họ tên và nhập tên môn học thì có làm được không? Có ạ. Sao cũng không biết là va name bằng nhập họ tên.
hay là cô đang định là họ riêng tên riêng? Đúng rồi ạ. Dở hơi à? From rồi đây. Xong đây cái gì? Nhập tên môn học. Không giờ sao? Mỗi sinh viên cần nhập điền thì cần 4 giây gọi. Tiếp theo là nhập lớp 1. Nhập lớp 1 luôn. Lớp 1. Ví dụ cô để cho bài lớp 1, lớp 2, lớp 3 bằng 0 hết đi, tạo ra bằng 4 cái biến. Bằng 0. Rồi lớp 2 nữa. Lớp 4 lớp đúng không này? Ai biết được mở đề ra mà xem. Bà. Có biết viết chữ lớp không? Có biết đúng mấy lần đi. Đúng á. Đánh là chữ bơ. Chẳng hiểu sao đúng ở đâu được. Rồi này. Ba biến đều là lớp 2. Ơ, nhầm. Okay. Rất là ngưỡng ngẩn. Em hơi bị ngơ tí. Rồi ạ. Rồi. Thế điểm assignment đâu? Điểm final đâu? Chưa đọc. Rồi. Thì cái promise đầu tiên kia ấy, để cho người ta nhập điểm lớp 1 luôn đi. Giờ làm sao để viết được cái nhập lớp 1 vào đấy? Đúng rồi, bằng cái gì? Cô cứ PO làm gì với PROM nó bắt đầu PR cơ mà. Hỏi chấm về cái cách làm việc. Rồi thầy. Rồi sao? Mày không resolve thì mày làm sao mà dùng được promise? Rồi. Tại nhập lớp 2, nhập lớp 3, lớp 4, lớp 5. Đúng không? Gen đi, đấy sửa code ở trong cái gen đấy đi. Đang làm gì đấy? Ngưỡng ngẩn à? Lớp 2 nhập sau lớp 1 bao nhiêu giây? Ba giây thì có phải viết set amount không? Có thầy. Đấy. Thay con số lốc cái bằng cái việc là nhập lớp 2. Format code lại đi. Tôi nhìn này tôi không một chấm đâu. Rồi. Xong tiếp theo cái gen tiếp theo lại tiếp tục giống vậy. Được, rồi. Hình như ba cái gen. Rồi lắp mấy?
ba. Lắp ba sau mấy giây? 4 giây. Ừ. Ở trên dòng 29 như 28, 29 như vẫn đang là lắp 1 kìa. Kìa. Rồi. Sau bao nhiêu giây nữa nhập điểm lắp 3, làm nhập điểm final. Nhập sau khi nhập điểm lắp 3, thời gian 3 giây. Ừ. Rồi. Tiếp tục cuối cùng thì có cần phải thiếu cuối cùng một tính điểm. Tính điểm. Lắp 1 lắp 6 chiếm 10% là như nào? Không biết. Có cái tính điểm như này mà cũng không biết tính nhá. Công thức có vù lù lù bây giờ. Nhập ngay sau khi nhập trên và mua bằng điểm lắp một điểm, có một cái biến là điểm tổng bằng lắp 1 nhân 0.1, lắp 2 nhân 0.2, lắp 3 nhân 0.3, lắp cái bài final thì bằng nhân với 0.6 à 0.4, có đi đâu, tổng bằng 0 rồi. Thứ ba viết thế kìa, sao sai nhỉ? Chữ V mày viết hòa à cu? Em viết thường mà nó nhảy sang viết hoa thì lại đổ tại. Tự tay mình làm vẫn đổ tại để cho cái thứ khác được, cũng chịu. Tôi chẳng hiểu các cô nghĩ cái gì. Không sao. Xong cuối cùng không gen thì làm sao mà tính vào mắt à? Bao nhiêu? Nãy giờ không biết cái gì luôn. Có phải là có promise, có result thì là có chấm gen đúng không? Vâng. Mở code ra, ơ hay. Đấy ạ. Kéo dưới cùng. Có phải là cái gen ở dòng 44 kia nó có result đúng không? Vâng. Thế nó có được gen không? Chấm gen tiếp theo không? Có. Làm đi. Rồi sao? Lại có một function tiếp ở này. Ừ. Rồi bây giờ tính cái điểm tổng đi. Điểm. Rồi điểm tổng bằng cái gì? Tổng bằng lắp 1, lắp 1 nhân 0.1, lắp 1 nhân 0.1. Không phẩy 1, mình viết chữ 0.1 đấy hả? 0.1 ạ. Rồi sao nữa? Cộng lắp 2 nhân... Ừ, thì viết đi. Lắp 2 nhân 0.2. Rồi này. Rồi. Lốc nó ra, lốc cái tổng ra. Nó chạy đi thế nào? Ồ. Bịt luôn. Ở đâu? Reload đi.
nó phải chờ mấy giây còn gì nữa. À đúng rồi. 4 này. 5. Được chưa? Rồi, 7 này rồi. Đấy, còn yêu cầu cuối cùng hay là cái gì đấy? Lộn cả tiết. Luôn. Còn một cái nữa hết rồi này. À đây. Sao lại sai này? Cancel hết đi là được. Đúng chưa? Đúng đúng thầy. Các bạn khác thì sao nhỉ? Nãy giờ chửi bới đánh đập hôm nay nó hết 40 phút rồi. Uầy. À, em đang hoàn thiện. Em ngồi đợi. Rồi để nguyên cho các bạn xem. Chắc con cần phải tối ưu cái này chứ chưa xong đâu.
bởi này code nó quá dài, liệu có cách nào để tối ưu không? Rồi, có bạn nào có cách nào tối ưu cái đống code này không? Code tính từ dòng bao nhiêu? Kéo lên xem nào. Tính từ dòng 15. 15. Cho đến dòng 67. Rất dài. Có ai có cách tối ưu không các bạn ơi? Không ai có cách gì luôn à? Có, em có. Đâu, em sẽ tối ưu cái đống này như nào? Em chỉ tối ưu cái khai báo cái điểm trung bình thôi. Điểm trung bình. Đâu, em khai em tối ưu nó kiểu gì? Hoặc em xem màn hình của em đi. Phúc. Vâng. Được. Em gán cho cái điểm trung bình luôn. Xong cái điểm nhập vào là nó tính luôn, nó vứt vào điểm trung bình. Ở dưới nó cũng tính luôn. Đây không phải là tối ưu em ơi. À sao? Đây là em bôi ra thêm chứ không phải tối ưu đâu. Đúng chưa? Vâng, thế thôi ạ. Rồi, ok. Đấy, bài này nó sẽ giúp chúng ta luyện tập cái phần promise rất là nhiều. Được chưa? Mấy nữa tôi sẽ cố gắng tôi bôi ra thêm những cái bài về promise, sử dụng promise on cho chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái nhìn nó tốt hơn về cái phần promise này. Ok, cảm ơn em. Tiếp theo đây, các nạn nhân tiếp theo đây. Đâu rồi? Cao Thế Anh và Học Ké. Trả tiền học ké đi em. Giải thích cho tôi về cái async await đi. Đâu rồi? Thằng này đi đâu rồi nhỉ? Out ra ngoài rồi à? Thế anh, đâu rồi? Nó lép luôn mà. Mấy nữa thi môn 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 PP2 phải bóp chết thằng này rồi. Em đây, em đây. Đâu? Đây. Tình hình async await nó như nào rồi? Async await thực ra nó cũng là promise thôi mà, nhưng mà nó viết gọn hơn thôi, không cần chấm gen, chấm get nữa. Có ví dụ gì không? Ví dụ á? Để chờ cái chờ em mở ví dụ này. Này rắc cổ khẳng cổ nhiều hương liệu ạ à. Đi cho xin công nước đi. Lâu thế phải chờ em viết ví dụ ấy thì em có tự nhiên em di chuyển ví dụ. Mày vừa viết mày vừa nói là nhá, trong muốn sử dụng thằng await ấy. Che màn hình đi. Được, đây. Đây, thằng đây thằng ví dụ ngày thay vì ngày trước là phải nét bằng new promise đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bằng async function luôn. Vâng. Quay set timeout này. Đây bằng set timeout này xong là thầy ví dụ thầy viết việc gì trong đây rồi. Để 3.000 rồi.
anh đây, xong nào ví dụ thầy muốn viết một function thứ hai thì thầy này nét cái gì đấy bằng await thì không cần phải chấm gem chấm get nữa, nhưng mà nó vẫn chạy, nó chạy xong cái này rồi nó mới chạy xuống dưới này. Viết đi. Rồi, xong rồi sao nữa? Cái đấy để 2.000 thôi, hoặc 1.000 thôi. Rồi. Xong giờ gọi cái hàm A. Đây bây giờ thầy sẽ gọi cái này. Gọi cái này là gọi cái nào? Mày định viết cái gì đấy? CLGT à? Em để cái ấy. Rồi đâu, chạy đi xem nào. Reload lại xem nào, sao thấy nó chạy nhanh vậy? Rồi kéo cái kia nào. Tôi thấy đang thấy sai sai rồi đấy. Đúng không? Đây là nhìn thấy nhỉ. Đấy. Đấy. Ố. Ừ quên. Nó hiển thị cái dưới trước đúng không? Vâng. Không đúng, phải để cái dưới timeout của nó phải ít hơn chứ. Đấy thì giờ làm sao để cái dưới nó phải hiển thị sau. Cái này em vừa đầu người ta bảo là không nên dùng async trong trường hợp này mà. Hả? Em vừa đọc người ta bảo không nên dùng async trong trường hợp này mà, phải dùng promise. Rồi, ok, cảm ơn thầy anh. Nào, Hiếu, em có cái phát kiến nào khác không? Xem màn hình đi. Em chưa thầy ạ. Hả? Em mới đọc đúng cái đoạn anh, em đang đọc ví dụ ở trên mạng, đúng là anh thầy anh viết. Thì người ta bảo là trong trường hợp bất động bộ này không nên dùng Async Await mà phải dùng Promise. Ừ. Em mới đọc ví dụ đúng đoạn đấy. Rồi, ok, trong thời gian tôi chữa bài cho ông Dũng thì... các bạn ngâm cứu tiếp cho tôi. Đâu Dũng ơi, share màn hình đi em ơi. Em đánh tất cả Dũng, nhưng mà lúc mà mở ra thì nó bảo là dòng 51 mà bảo là không bỏ đấy đâu tôi. Đánh Dũng mà không biết là sai đâu ấy. Không như đánh Dũng mà. Dám mở dòng 51 ra. Đây em đánh đúng mà, nhưng mà không hiểu tại sao mà lúc mở ra, lúc mà mở ra thì nó ghi là lỗi ở dòng, là lỗi em check if. Đâu rồi, không nghe gì à? Em nghe em mà check if dòng 51 đây. Đây à, nó bảo là cái này nhưng mà em không, đúng, không nghe hiểu tiếng Việt không? Else check if. À vậy. Từ sau nói ít thôi. Nghe đi, nghe và hiểu đi rồi hãng nói. Được chưa? Được rồi ạ. Bỏ cái kiểu nó cứ nhảy vào mồm người khác đi nhá. Rồi. Cái này async await này nó có sau khoảng so với thằng promise nhá. Rồi ok. Đây là tiếp theo. Có thanh niên nào giải thích tiếp cho tôi được cái async await không? Ừ.
Phạm Trung Hiếu rồi, ok đến Phạm Minh Hiếu đi, xem có cái cách giải thích nào dễ dễ hiểu không? Em không biết thầy ạ. Em đọc mà em chả hiểu gì. Vãi trưởng. Cái chỗ thấy bảo dùng gen, cái chỗ bảo không, chả hiểu gì. Nguyễn Văn Thành như nào? Em chỉ lấy ví dụ thôi này. Ờ, lấy ví dụ đi xem nào. Khổ quá, vất vả quá thể. Đây ở cái press này thầy. Nhưng mà bình thường mà mình không dùng web này thì nó lỗi, bởi vì là cái phép này nó chạy chậm hơn. Nó sẽ chạy cái dòng console log này trước. Đây. Nhưng mà nếu mà dùng web thì nó sẽ phải đợi cái hàm phép chạy xong thì hàm này mới được chạy. Đây. Gì nữa? Đây, cái ví dụ này em lấy ở trên mạng. Nhưng mà em giải thích được. Chỗ này người ta chưa dùng Unsing OS, người ta dùng Promise. Thì ở Promise ở đây thì phải dùng web xong phải chấm gen thì viết nó dài hơn. Nhưng mà Unsing OS thay vì thì mình chỉ cần web thôi và không phải dùng gen nữa, code nó ngắn hơn. Thế em thì làm thế thôi. Ok. Đây, để nguyên cái ví dụ đây. Rồi các bạn nhìn qua về cái ví dụ của Thành nhá. Cái gì kêu wait set timeout rms r là cái mẹ gì à r là cái function kia, r là cái function truyền vào, còn ms là số mili giây thời gian ạ. Rồi ok, rồi các bạn ngó qua một chút đi, cái này nó có chạy đúng không? Có đấy, chạy đi xem nào. Rồi em tắt một cái, tắt từ dòng 6 cho đến dòng 20 đi chứ. Ông comment cái dòng 21, 22 vào là xong. À phải comment cả cái đoạn này nữa, comment từ đấy đến dòng 6. Chạy đi. Rồi mở lại code ra nào. Được nha, để tôi xem cái nha. Hàm wait kia là hàm return that promise à? Vâng ạ. Rồi Thế Anh ơi. Thế Anh đâu rồi? Thế Anh đâu rồi? Có thấy nó khác gì so với cái ví dụ của em không Thế Anh? Đâu rồi nhỉ? Không biết khác gì à? Ok, được rồi. Thì đọc qua một chút, các bạn đọc qua một chút cho tôi về cái đường dẫn này nhá. Đây, cái đường dẫn cơ bản về Async Await trong JavaScript này. Được chưa? Hoặc là chúng ta đi tìm một cái phần, một cái bài viết khác, có thể nó sẽ rõ ràng hơn. Khái niệm Async Await. Để xem nó đọc xem nào.
Khái niệm async await là khái niệm, để tôi xem, tôi share màn hình cho. Đây. Đây nhá, cái thứ nhất là async await này là tính năng có từ S7 này. Dạ. Async await nó là cách để xử lý code đồng bộ mới, bất đồng bộ mới. Được chưa? Async await là khái niệm được xây dựng trên ở tầng trên của promise. Được chưa? Nó không dùng việc với callback thuần mà nó sẽ sử dụng bắt buộc với promise. Async await là nó cũng giống như promise, là dạng non blocking, blocking cho code bất đồng bộ nhìn chạy gần giống như code đồng bộ. Đây, async, khi một hàm async được gọi nó trả về một cái promise. Được chưa? Các bạn lưu ý nhá. Khi mà hàm async được call thì cái hàm đấy nó phải trả về một cái một nó sẽ tự trả về một cái promise. Được chưa? Khi hàm async trả về một giá trị lời cái promise ban đầu sẽ được giải quyết với giá trị trả về. Khi async ném ra một giá trị lỗi, promise sẽ từ chối à? Cái này nó dịch kiểu gì ấy? Thằng nào dịch đây? Ngô Tiến Phát, chẳng hiểu thằng đất ơn rồi. Rồi, await. Với await thì khi được đặt trước một promise, nó sẽ đợi đến khi promise kết thúc và trả về kết quả. Await chỉ làm việc với promise, nó không hoạt động với callback bình thường. Await chỉ có thể sử dụng bên trong các function async. Rồi, để coi nào. Async function này. Và y bằng width 20, con số log y bằng 20. Ví dụ async await. Rồi ok, chúng ta sẽ xử lý thử cái này với cái bài toán lab với cái bài lab 3 này. Được chưa? Với cái bài lab 3 này chúng ta sẽ xử lý nó như nào? Thì mình thử một chút nhá. Open mà code visual đi. Phương. Được rồi. Đó, chúng ta có thể script này. Được chưa? Bây giờ đầu tiên mình sẽ có là va name bằng from của your name hay chấm. Được chưa? Đắp ticket thằng này lên. H. À, quên nhầm, subject chứ. Subject name. Ok. Dạ. Thì mình sẽ có một cái function. Function. Ở đây mình có các biến đã. Và lab 1 bằng 0, lab 2 bằng 0, lab 3 bằng 0 và assignment as final nhé. Final bằng 0 và AVG, điểm AVG, điểm trung bình cũng bằng 0 nốt. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ có một cái function. Cái function input score. Input score. Ở đây nó sẽ truyền vào score này. Score. Thì từ đó input rồi input score. Và trong này mình sẽ truyền vào là số milli-giây. Yeah. Tôi sẽ tiến hành như sau. Return ra cái new promise. New promise.
ở trong này thì tôi sẽ xử lý như sau là set timeout. Set timeout. A promise, xin lỗi các bạn. Function resolve và reject. Đúng nhỉ? New promise này. Để xem lại cái đoạn wait wait kia của nó, ví dụ nó sẽ là. New promise thì nó không cần nhỉ. Chờ đợi chút nhá. New promise. Nó return luôn, cái đoạn này nó return luôn cái set timeout này. Chờ chút để tôi coi. Wait này. Thôi, cứ để như này cho chắc ăn. Resolve này. Sẽ có set timeout của cái function. Đây mình sẽ nhập cái biến là ms kia vào. Rồi, trong này mình sẽ có là va score bằng với lại prom. Prom là đây là lab mấy đây? Cái lab này. Nhập điểm input cộng với lại cái lab để biết là lab thứ bao nhiêu. Sau mình sẽ tiến hành return với cái score. Xong, bây giờ mình thử một cái nhá. Async function main dạ async function main mình sẽ có lab 1 nó bằng với lại await của thằng input score. Tôi sẽ để đây là string lab 1 và tham số thứ hai là 2000 giây. Đó tôi sẽ console log là cái lab 1. Dạ, thử cái nhá. Copy path này. Chuyện này. Giết nâng cao này. Nó chạy mẹ đi luôn, lỗi rồi, không lỗi luôn. Đặt bug vào xem nào. Input score đúng không? Đúng nha. Thế hả? Yeah. Không chạy. Hình như thầy gọi đến cái chưa gọi hàm main. Sorry. Yeah. Yeah. Rồi đặt chạy và debug rồi này. Nó lốc ra cái kia chưa? Chưa lốc ra cái gì đúng không? Được rồi. Đây tôi sẽ bỏ cái debugger đi. Chuyển TH này. GF này. Rồi bây giờ chúng ta chờ lab đây. Nhập lab 1 này. 6 điểm. Thế sao hiển thị ra số 6?
Thì các bạn sẽ thấy nhá, ở đây chúng ta lại lại đập lại cái đống này. Là chúng ta có cái hàm input score này là một cái hàm rất là bình thường và nó có return ra một cái promise, đúng không ạ? Đúng chưa? Thì nếu như bình thường như thế này mà tôi gắn cho cái biến lab 1 mà tôi chờ cái input score mà tôi không có cái này thì chắc chắn là cái lab 1 nó sẽ output ra là cái gì ạ? Số 0 trước khi nào nó cho chúng ta nhập cái input. Đây chúng ta thử cái TH này, GS này. Bạn nhìn thấy không? Đấy. Bạn nhìn thấy nó ra cái chữ promise này trước cả khi mà chúng ta kịp nhập cái prompt, đúng không ạ? Thì bây giờ cái await này nó giải quyết cho chúng ta cái việc là cái await này nó giải quyết cho chúng ta cái việc là cái đoạn dòng dưới này là phải chờ cái thằng await này nó chạy xong đã thì ở dưới này mới chạy được. Con hiểu không ạ? Hình dung không? Thì bây giờ với cái bài toán của chúng ta sẽ có thể giải quyết tiếp theo cái hướng này là lab 1, lab 2, lab 3, lab 4 rồi, ok. Đây là lab 2. Được chưa? Cái này là sau bài, để tôi xem bài lab nào. Đây lab 1 này, nhập học luôn này. Được chưa? Ok, lab 1 thì tôi để là 0 giây, 0 mili giây, nhập luôn. Xong lab 1. Lab 2 sau 3 giây. Đây là 3000. Được chưa? Đây lab 2 này. Và đây tôi chuyển vào chữ lab 2. Lab 3 sau 4 giây. Đây là số 4 này. Lab 3 điểm lab 3. Được chưa? Lab đây là final. Final. Điểm final thì sau 3 giây đúng không? Đó, được chưa? Và bây giờ tôi được phép là tôi có cái AVG AVG bằng lab 1 nhân với 0.1 cộng lab 2 nhân với 0.2 cộng với lab 3 nhân với 0.3 cộng tiếp với final nhân với 0.4 thì tôi sẽ có điểm AVG. Tôi được phép là console log ra cái AVG ở đây. Thì chúng ta thấy cái mớ này so với cái mớ của cái Thùy nó viết ấy, có thấy nó khác nhau một trời một vực không? Nhìn cái đoạn này các bạn sẽ cứ nhìn sẽ rất giống như chúng ta code bình thường, đúng không? Vâng. Đấy. Nên là không tính tiền cái Thùy ở đây. Để Châu. Rồi ok, bây giờ chúng ta thử cái. Đây, chuyện DH này. Điểm nâng cao này. Rồi, lab 1 này, 6 điểm. Cho. Lab 2 là 7 điểm. Rồi tiếp. Lab 3 là 9 điểm. Assignment là 8 điểm. Rồi, chúng ta có điểm trung bình là 7.8995. Được chưa? Thì code của chúng ta nó ngắn hơn rất là nhiều so với cái việc kia. Nhưng mà chúng ta lưu ý cho tôi một cái như này nhá. Đây này. Cái thứ nhất. Lưu ý này, nhớ này. Cái thứ nhất là khi mà chúng ta viết bất đồng bộ bằng async await ấy, thì cái await này bắt buộc phải nằm trong hàm async. Được chưa? Ở đây nó có async này thì ở trong này mới được phép viết await. Đấy là cái đầu tiên. Được chưa? Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là để cái await này nó chạy được thì cái hàm input này phải bắt buộc phải return ra cho tôi một cái promise. Được chưa? Nó bắt buộc phải return ra một cái promise. Và để ví dụ như chúng ta có cái hàm này mà có return kết quả, muốn gắn kết quả cho cái lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, lab 5 như này, thì chúng ta phải truyền cái giá trị chúng ta nhận sau khi nhận được ở trong này tính toán xong chán chê đi, hoặc là nhận từ input của người dùng vào, thì chúng ta phải return cái gì ạ? Cái result. Nhớ nhá. Các bạn return result thì cái biến bên này nó mới nhận được giá trị của thằng result này. Các bạn hiểu không ạ? Thầy nói lại đoạn đấy đi thầy. Đây nhá. Cái thứ nhất là cái hàm mà của thằng await này. Được chưa? Ví dụ hàm input score này thì cái hàm này nó phải được return một cái promise. Cái đoạn này thì dễ rồi đúng không? Vâng. Rồi.
Tiếp theo này, khi mà chúng ta nhận kết quả từ thằng cái hàm await này, muốn nhận kết quả cái hàm này là hàm tính toán gì đấy, muốn lấy kết quả của cái hàm tính toán này gán cho một cái biến, ví dụ như cái biến lab 1 này bằng cái kết quả tính toán của thằng input score này, được chưa? Muốn nhận được kết quả thì của cái hàm await ấy, trong cái promise này chúng ta phải return một cái giá trị x, được chưa? Rồi. Giá trị này là do người dùng nhập vào hoặc là chúng ta tính toán ra bằng các cái biểu thức. Đấy, thế thôi, xong rồi. À. Đấy, async await nó chỉ có vậy thôi chứ có gì phức tạp đâu. Chẳng qua là khi mà chúng ta viết async await ấy, thì các cái lệnh của chúng ta ấy, nó cái thứ nhất là nó ngắn hơn. Cái thứ hai là nó trông như code đồng bộ, tức là chạy thằng trên phải chạy xong xong đến với thằng dưới nữa. Được chưa? Chứ nó nếu mà trong trường hợp các bạn ấy thử tưởng tượng các bạn làm cái code nó giống như các bạn như nãy cái Thùy nó làm mấy chục dòng nó tính bằng găng tay ấy, hiểu không ạ, thì cái code đấy nó vẫn chạy được nhưng mà nó khá là dài, được chưa? Thì đấy là cái lợi ích của thằng async await này khi chúng ta sử dụng thôi, chứ nó cũng không có cái gì là quá gọi là cao siêu đâu, được chưa? Đấy là cái bài mấy ngày hôm nay là tôi cố gắng tôi giữ cho chúng ta về cái việc là chúng ta làm việc với cái trò khái niệm bất đồng bộ. Và tất nhiên những cái ví dụ tôi đưa ra thì nó cũng chỉ giới hạn ở trong việc chúng ta thực hiện cái set timeout, chúng ta cố gắng phá cái luồng đồng bộ nó đi để chúng ta tìm cách sắp xếp nó lại bằng callback hoặc là bằng promise hoặc là bằng async await. Được chưa? Nhưng mà thực tế sắp tới ví dụ như các bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, ví dụ như trong phía làm client chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái thư viện khác để call API, ví dụ như Arceus, ví dụ như là Fetch có sẵn ở trong code JavaScript đó, nó còn có rất nhiều hàm nữa, nó hoặc là những cái hàm tự chúng ta viết ra mà nó không đồng bộ, thì chúng ta cũng phải có những công cụ để xử lý cho cái việc bất đồng bộ đấy. Được chưa? Thì đấy là những cái ví dụ này, các bạn về cố gắng các bạn tự làm bằng nhiều cách, làm bằng callback, làm bằng promise, làm bằng async await. Thì sau này chúng ta đã dùng rồi thì chúng ta đỡ bị bỡ ngỡ, cũng như là chúng ta có thêm những cái công cụ để có thể là giải quyết các cái bài toán mà thấy nó ra cái đáp án giống như bình thường, không như mong đợi của mình. Thì chúng ta có công cụ để xử lý. Được chưa? Đấy, còn ai thắc mắc gì về cái đống này không? Cần xin cái code này không? Cần lấy code này không? Có thể nhắm luôn vào phần chat đi. Nhắm luôn phần chat nhé. Ông Nguyễn Bá Vinh, ông ngồi im lúc tôi hỏi chẳng thấy thằng nào trả lời, giờ xin cái có ngay. Ném vào trong phần chat rồi đấy nhá. Được chưa? Xem kỹ đi. Mấy nữa chúng ta học phần, để tôi xem bài sau chúng ta học cái gì. Đâu nhỉ? Slide buổi sau học slide 6. Đây rồi, buổi sau bắt đầu học đến object và Ajax. Thấy chưa? JSON object và Ajax đến phần giai đoạn hay rồi đây. Đến đoạn này thì vui này. Sẽ được sử dụng promise cùng với cái mớ tùm lum tà la này. Tôi cũng rất kỳ vọng vào buổi sau, nhưng mà hình như chúng ta đợt này hết buổi hôm nay là chúng ta nghỉ đúng không? Đúng các bạn ơi. Nghỉ đúng rồi. Nghỉ hết lớp 1 ạ. Được nghỉ hết cả 2 tuần đấy sao này. Hình như thế đấy. Nghỉ cả 2 tuần nhưng mà trong thời gian đó thì phải thi mà. Rồi ok. Mùng 4 tháng 4 là vậy thì chúng ta tạm thời chương trình viết nâng cao ở đây nha. Các bạn về xem kỹ cho tôi cái async await và cái promise để sau này chúng ta sử dụng. Được chưa? Và sau khi chúng ta gặp lại vào 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ đến với cái mớ Ajax Agile này và JSON Object. Hy vọng các bạn không bị quên quá nhiều.
Được chưa? Rồi giờ điểm danh nhá. À, vẫn như luật cũ thôi, không có gì khác cả. Đăng Trung có không? Văn Ánh. Đăng Trung, Văn Ánh này là một hình như là không biết Ánh này có phải là Ánh mà học học ngôn dự án mẫu hay là PP2 gì không. Tôi chấm bài có một thằng Nguyễn Văn Ánh làm bài cực tốt. Tiếp theo Lê Hữu Tú. Tú đâu? Bùi Văn Nam. Tạ Bích Thảo. Văn Thành. Mày ú ớ cái gì đấy hả Hằng ơi? Vừa phải phải thôi. Phạm Trung Hiếu. Mất mic cả thầy. Ừ. Nguyễn Thị Thùy. Phan Viết Tú. Phan Tuấn Anh. Phan Tuấn Anh. Không có này. Trần Thị Yên. Vũ Duy Đăng. Nguyễn Việt Hoàng. Nguyễn Vũ Dũng. Phạm Ngọc Anh. Lê Anh Tiến. Đỗ Anh Thái. Anh Thái vắng này. Bà Tú. Bà Tú có không? Duy Hiếu ok nha. Bà Tú không có này. Vũ Đức Hải. Vũ Đức Hải. Phan Ngọc Quang không có luôn. Đây Phan Ngọc Quang. Nguyễn Văn Khương. Nguyễn Văn Khương không có luôn. Phạm Hoài Thu có à cái gì, bài thì không làm ở đấy mà có à. Trung Nam. Trần Văn Quang. Đinh Văn Thi. Lê Đình Vinh. Lê Bá Quốc. Lê Bá Quốc không có. Đấy thế thằng này còn chửi nhau với thằng Vinh cơ mà. Có em mà thấy Đức em có này. Cái gì? Quốc có thầy. Chát lên. Ở đấy mà có. Nguyễn Công Tuấn. Rồi Nguyễn Bá Hưng. Nguyễn Bá Hưng không có luôn. Đỗ Thanh Lâm. Thanh Lâm. Hồ Trọng Toản. Đinh Thành Vinh. Đinh Công Tuấn Anh. Tống Quang Đại. Tống Quang Đại có không? Vương Chí Hiệp. Lê Đức Huy. Nguyễn Tiến Tuân. Nguyễn Tiến Tuân không có này. Cao Thế Tung. Phạm Minh Hiếu. Rồi những bạn sau vắng này. Nguyễn Tiến Tuân này. Tống Quang Đại này. Hồ Trọng Toản này. Đỗ Thanh Lâm này. Nguyễn Bá Hưng này. Nguyễn Văn Khương. Cái gì? Em là thằng nào? Em là thằng nào? Tại sao bây giờ với điểm danh? Văn Khương này. Vũ Đức Hải này. Nguyễn Bá Tú. Đỗ Anh Thái. Phan Tuấn Anh. Rồi. Bỏ tay nghe để chơi game gì. Alo. Chị Thái Thủy. Sao anh? Thế vậy thì anh gọi lại cho chị Yến đi. Hỏi lại đi, quên gọi cho anh Nam hoặc là gọi cho chị Dung ấy. Mà nhưng mà chị Thái Thủy là ở phòng đào tạo chứ không phải ở ban. Thì tốt nhất là anh gọi cho chị Yến đi xem cái đấy là cái gì. Nhá. Hình như là chuẩn bị cho việc dạy hay sao ấy. Ừ, nha. Rồi ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhá.